Cận cảnh trèo cao té đau của bé chuột hamster thích làm người nhện. Mấy bạn có còn nhớ bé chuột hamster tiểu hổ thích leo trèo làm người nhện khiến cô chủ đau hết cả đầu hay không? Hôm nay cô gái ấy đã quay trở lại rồi đây. Tất nhiên là không phải để than thở nữa rồi. Vì có nói gì thì trở thành người nhện vẫn là đam mê cháy bỏng của bé chuột hamster này. Nên hôm nay cô chủ quyết định tung lên những đoạn băng té từ trên cao xuống của bé chuột này để mọi người biết nó lì cỡ nào nha. Đầu tiên vẫn là cái hình ảnh quen thuộc ấy, hít xà đơn trên thanh sắt của cửa sổ. Lúc này là nó chưa có biết sợ đâu, kiểu cho mọi người thấy nó khỏe cỡ nào thôi. Đừng có nhìn cái thân béo ú này mà tưởng nó yếu đuối nha. Cô gái thì được phen hú hồn hú vía vì tưởng nó bị té. Nhưng lần đầu thì giật mình vậy thôi, sau này nhìn riết cũng quen à. Sen cứ yên tâm nha. Và đây là màn bảo hiểm tiếp theo. Nó leo lên cái rèm cao cỡ 2 mét đó mọi người. Xong sau khi đạt chiều cao thỏa mãn rồi thì nó buông hai tay ra để mỗi hai chân giữ lại cơ thể rồi đung đưa như thế. Ngạc nhiên chưa sang, giờ thì thấy tôi hít xà đơn bằng hai chân rồi đấy nha. Pha này thì đúng là ông bà gánh cộng lưng với nó. Và rồi, ngay sau đó ít phút thì đây, quả báo không chừa một ai. Vừa leo lên được vài gang tay là nó té cái bụp. Rồi xong, chuẩn bị tốn 500k đi bó bột luôn. Coi mặt nó kìa, đây là đâu, tôi là ai, sao tôi ngồi ở đây. Chết mày chưa con, cho chừa cái tội thích thể hiện làm Spider-Man nha. Nhìn thì cũng tội, nhưng cô gái có vẻ hả hê vì cuối cùng cũng tới cái ngày này. Chờ nó té, chờ nó chừa, nhưng mà các bạn biết rồi đấy. Thất bại lần này chỉ là khởi đầu cho những lần tiếp theo. Rốt cuộc thì nó vẫn leo trèo y như cũ sau khi tháo bột vì những pha té đó thôi. Đúng là chuột, nhưng mà lì như trâu đấy mọi người ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.